ngàn cái chúng tôi đóng trong cái bao medium flat rate đó thì nó là 13 đồng, 25 cent, nhiêu đó, khoảng nhiêu đó, với lại 100 đồng tụi cái công phát hành của chúng tôi, tức là tiền in đó là 100 đồng, với lại 13 đồng là đập 113 đồng, là cái đó là chúng tôi không có lấy một đồng nào của đồng bào, một cent chúng tôi không có lấy nữa. Nhưng mà nếu đồng bào có nhà ý muốn giúp đỡ chúng tôi để chúng ta làm tiếp tục làm chương trình này nữa thì bà con có thể cho thêm 5-3 đồng để mà chúng tôi làm cái quỹ sang năm chúng tôi tiếp tục nữa, chỉ vậy thôi. Anh có nghĩ đến cái vấn đề mà gửi cho những cái cơ sở thương mại, bởi vì thường thường đó những cái cơ sở như thương mại hay là những nhà băng họ cũng có những cái bao mừng tuổi này cho khách hàng của họ? Ban đầu chúng tôi đã có cái plan đó rồi, nhưng mà ta thấy cái mức độ mà yêu cầu quá cao đi, thành ra chúng tôi lại drop cái plan đó. Chứ thật sự tôi đã nói với trong ban chấp hành là chúng ta phải đưa những cái này vô trong cái hệ thống banking của SIX của Mỹ. Chẳng hạn Wells Fargo nó có thể nó lấy mình 1-2 triệu, làm sao SIX chúng tôi làm nổi? Thành ra chúng tôi đã bỏ cái plan đó. Nhưng mà nếu sau này có một cái điều kiện, chúng tôi sẽ đưa vô hệ thống banking hết. Không phải ở Mỹ mà tất cả thế giới chúng tôi đều đưa vào. Đưa vào có thể giá ủng hộ của họ cho bao nhiêu thì cũng được, nhưng mà chúng tôi phải đưa vào. Chúng tôi không có muốn ý muốn độc quyền, và chúng tôi muốn trải rộng cái chương trình này ra cho tất cả người Việt Nam, không những ở Mỹ mà cả Việt Nam luôn đều dùng hết. Thì thành ra chúng tôi đã có cái hoạch là nếu mà quý vị làm được, chúng tôi gửi mẫu cho quý vị làm được thì quý vị cứ làm, mà nếu quý vị không làm được thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi in với một cái giá tượng trưng mà nhà in làm cho chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị tự động, quý vị làm hết. Thì ra tôi đã có kế hoạch là nếu mà một mình chúng tôi đứng đây, mà nếu mà cộng sản Tàu nó phá tôi, cộng sản Việt Nam nó phá tụi tôi đứng không nổi, tụi tôi phải bỏ chân rết ra, hàng ngàn chân rết, nó chặt chân rết này, chân rết kia vẫn sống. Đó là kế hoạch chúng tôi trong tương lai, tất cả mọi nơi đều có thể làm được tự họ, và cái sự yểm trợ chúng tôi sẽ có những kế hoạch để yểm trợ cho quý vị, để quý vị làm. Thì cái chuyện đó là cái chuyện thật lòng chúng tôi trải lòng nữa, chúng tôi muốn làm như vậy, chúng tôi không muốn giữ cái tập quyền. Những cái mẫu mà quý vị đã thấy từ cái mặt trước là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ với chúc mừng năm mới và cái chữ đáp lời sông núi, hình ảnh hoa mai, hình ảnh pháo nổ, còn mặt sau là những anh hùng dân tộc từ những cái thế kỷ trước như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Quang Trung, vân vân. Thưa quý vị, thì còn có những người tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết vì bảo vệ miền Nam sau ngày 3 tháng 4 75, cũng giống như hình ảnh của Nguyễn Văn Thà trong cái trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Có những hình ảnh đẹp đẽ đó, chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghệ Lữ và kỹ sư Lê Cường. Anh cũng là người thiết kế tất cả những cái mẫu này. Tôi là Lê Cường. Trước hết tôi rất là cảm ơn anh Nghệ Lữ đã tạo cái cơ hội để cho ban đại diện cộng đồng chúng tôi cũng như tôi là Lê Cường, người thiết kế cái mẫu phong bì này được tiếp chuyện với các quý vị khán thính giả ở khắp nơi, đặc biệt là với đồng bào ta ở trong nước. Thì cái lý do cũng như mục đích của ba phong bì này thì những cái vị chủ tịch, phó chủ tịch đã trình bày khá cặn kẽ rồi. Tôi xin được nói về cái vấn đề thiết kế cái ba phong bì này, nhưng mà tôi cũng xin được nói ngắn gọn thôi về cái lý do chút xíu. Thứ nhất là cái phong tục chúng ta thì mấy lâu nay thì cái phong bì đỏ nó không mang cái dấu ấn văn hóa Việt Nam, rất là vô lý, mà thậm chí là không nên dùng, khi mà Tết Việt Nam lại dùng một cái sản phẩm văn hóa mà nó không mang cái tính chất của Việt Nam. Thì chúng tôi đã quyết định phát hành cái phong bì mừng tuổi màu vàng như là linh hồn dân tộc, là màu vàng như là lá cờ quốc gia và vàng ba sọc đỏ. Đặc biệt hơn nữa là trong cái tình hình mà cái môn sử ký hay môn lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra sức xóa bỏ để biện minh cho thái độ bán nước của chúng, hèn với giặc ác với dân đó. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề mà thiết kế thì thứ nhất là tôi rất là hân hạnh được có cơ hội để làm cái công việc này, phải nói rất là hân hạnh đó. Và những cái mẫu thiết kế này thì để trả lời ngắn gọn là tôi có hài lòng, thật sự rất là hài lòng. Thì ít nhất đã nói lên được, mà tôi tin rằng đây là cái tâm cảm của nhiều người đồng bào chúng ta. Tại vì lịch sử Việt Nam là lịch sử giữ nước. Trước cuộc xâm lăng của Bắc Phương là Tàu, cái mẫu này phát hành đầu tiên và rộng rãi là ở Hoa Kỳ,
cho nên nó ngoài cái hình ảnh minh họa các vị anh hùng dân tộc còn có những lời chú thích mà chúng tôi cố gắng rất là ngắn gọn cô đọng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Anh cho những em, những cháu, thậm chí những cháu thanh niên ở đây vì một lý do nào đó thì ngôn ngữ tiếng Việt không có được rõ, đọc rõ hoặc hiểu rõ thì có thể qua tiếng Anh hiểu được cái phần nào rồi từ đó cha mẹ của các em sẽ gợi ý rồi hoặc các em sẽ tìm hiểu thêm. Chẳng hạn như Lý Thường Kiệt chẳng hạn, trong cái phần tiếng Anh chúng tôi nói như thế này: vị vua Lý Thường Kiệt là người Việt Nam đầu tiên viết bản tuyên ngôn độc lập từ giặc Tàu. Đó, First Vietnamese Declaration of Independence, mà rõ ràng như vậy. Tất cả chúng ta đều biết cái bài mà thơ nói lên cái tinh thần độc lập của dân tộc chúng ta là Nam Quốc Sơn Hà, sông núi nước Nam, vua Nam ở, hoàn toàn định phận ở sắc trời. Can chi giặc Tàu sang xâm phạm, bọn mày tự xem chuốc bại thôi. Đó là tinh thần của ông cha ta, không bao giờ hèn với giặc ác với dân. Anh vừa nói là vấn đề hèn đó thì tôi xin phép được nhắc lại cái này. Nghe Lượng cũng nói với là các bạn trẻ mà chắc chính chắc các bạn ở trong nước cũng đã nghe cái tay siêu quốc doanh đó, Thích Chân Quang đã nói là Lý Thường Kiệt đó, đánh nhà Tống là hỗn. Thì với cái câu nói này, kỹ sư Lê Cường có điều gì nói với các bạn trẻ trong nước? Thì ổng dùng chữ hỗn thì không biết là ai hỗn, rõ ràng ốc rất là sức sượt, rất là sức sược và không có một cái kiến thức sơ đẳng về lịch sử Việt Nam. Nói về kiến thức sơ đẳng thì ít nhất tôi hoặc là như anh Lê Ngữ mình nghĩ ông có thể người Việt Nam, nhưng mà với cái lối nói đó ông không phải là người Việt Nam, ông là người Tàu, ông là người Tàu. Việt Nam đâu có lối nói quái đản như vậy. Nhưng mà tự nhiên tôi chợt nghĩ ra một cái câu hỏi mà tôi nghĩ là rất hay mà anh đặt cho anh Nguyễn Công Khanh, thì tôi cũng muốn trả lời câu hỏi là chẳng hạn như với cái hình ảnh lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa mà cái bao phong bì mừng tuổi này phổ biến Việt Nam, thì cái người Việt Nam sẽ nghĩ thế nào hoặc là có ngại ngùng gì không? Tôi nghĩ như thế này, lá cờ vàng ba sọc đỏ không phải chỉ không đúng, không phải là, đó là biểu tượng cho một cái quan niệm sống, cho một cái lối sống. Nó không bao giờ chỉ đơn thuần là biểu tượng cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, của ông Tổng thống đầu tiên của chúng ta Ngô Đình Diệm. Những cái vị đó rất đáng kính, nhưng đó là một cái quan niệm dân tộc, một quan niệm thương yêu, một lối sống dân chủ. Nó sẽ tồn tại và sẽ tồn tại khi dân tộc Việt Nam còn tồn tại. Trong một lần nói chuyện với cựu trung tá bộ đội Cộng sản Trần Vĩnh Kim, thì chính ông cựu bộ đội Cộng sản Trần Vĩnh Kim cũng đã phát biểu rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ có từ đời vua Thành Thái. Thành ra nhân cái lời nói của anh Lê Cường, chúng tôi muốn nói với các bạn trẻ trong nước, với tất cả những người ở trong nước, chúng tôi không phải dùng cái bao mừng tuổi, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để muốn khơi dậy hay là muốn gọi rằng để mà giới thiệu cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, mà đây là lá cờ vàng ba sọc đỏ của dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng tôi cũng mong quý vị ở trong nước cũng không có cái gì mà ngại ngần, bởi vì đây là lá cờ đã có từ đời Thành Thái, đó là lá cờ hồn thiêng của đất nước. Cái nơi mà đầu tiên giúp cho chúng tôi là văn phòng bác sĩ Trần Công Luyện. Và ở văn phòng bác sĩ Trần Công Luyện thì tôi nghĩ rằng là cũng không có nhiều lắm để cho quý vị đến đó. Thế nhưng mà những nơi như ví dụ như là nhà thuốc Tây Ebon, thì ở đó cũng luật sư Quế là một người mà luôn luôn giúp cho cộng đồng cũng như là các cái tổ chức người Việt quốc gia chúng ta ở Bắc Cali này. Cho nên là chúng tôi đã gửi ở chỗ văn phòng của luật sư Quế một số tương đối những cái bao mừng tuổi để bà con đến đó mua thuốc tây của văn phòng của nhà thuốc tây Ebon. Thì ở nơi đó là có. Và một nơi nữa có lẽ là rộng rãi và nhiều nhất là chỗ nhà bánh mì Phát Chí. Là hai cái cơ sở của Phát Chí là có tổng số tới 5.000 bao, thì kể tương đối là khá nhiều. Bà con có thể đến đó có thể có rất nhiều. Thế rồi ví dụ cái văn phòng của cô Lê Thanh là có mấy ngàn tấm. Thế rồi chợ Thuận Phát, rồi là Kim Trang cũng có một ít. Rồi một cái nơi mà chúng tôi muốn nhắc đến với quý vị là những người rất trẻ, ví dụ như hai cháu Ngọc Hà, Ngọc Thảo, Ngọc Rachel, là hai cái cô đó là khi mà chúng tôi đến thì tiếp đón chúng tôi rất là vui vẻ. Và
coi như là tỏ một cái lòng gọi là cùng với chúng tôi để mà làm sao phát hành những cái tấm bao mừng tuổi này đến các cháu trong cái dịp xuân này. Và các cô đưa ra gặp chúng tôi, ký ngay cho chúng tôi một cái check 500, chưa cần biết rằng cái này nó như thế nào, mà ủng hộ với một cái sự gọi là một cái lòng nhiệt tình. Mà chúng tôi thấy rằng là đó là một cái sự, cái đồng tiền nó không quan trọng, nhưng mà cái tấm lòng mà gọi là để mà phục vụ. Thì các cô có nói với chúng tôi như thế này: các chú các bác cứ làm. Và cái vấn đề đó, nếu những cơ sở nào đã yểm trợ thì xin cho chúng con biết hết, để chúng con đưa lên cái chương trình radio của chúng con để cảm ơn những quý vị đó. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy nó là rất là khích lệ cho anh em trong cái công tác làm việc này. Và một cái điều tôi muốn nói đến ở đây, thì phải nói tất cả những anh chị em mà đến đây ngồi dán xếp với chúng tôi ở đây cả tháng nay đó, thương vô cùng. Là bởi vì làm sao anh Nghê Lữ thấy không? Đến đây không phải là chỉ có đến để xếp và dán không, và còn đem đồ ăn thức uống đến để chia sẻ với nhau hàng ngày để ăn uống. Rồi ngoài ra thì nếu còn thiếu nữa thì chúng tôi mua thêm để cho anh chị em cùng ngồi với chúng tôi. Cái vấn đề cái miếng ăn nó không quan trọng, nhưng mà nó là cái gì đó để giúp cho chúng ta có thể keep được cái tinh thần ngồi với nhau để mà làm việc. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy một cái khích lệ lớn nhất cho chúng tôi, là coi như cái công việc làm này thì chúng tôi có lẽ là không biết là bà con khi nghe thấy cũng như là anh em nghe thấy thì thấy thế nào, nhưng mà chúng tôi nói rằng chúng tôi đã được một cái sự trợ giúp từ bề trên. Tất cả những cái số tiền mà bà con yểm trợ chỉ dùng cho một việc, cho cái chiến dịch chống lại xâm lăng văn hóa của Tàu.